Xin chào các bạn. Thì dạo này gần đây mình thấy về nhiều check-in trên Facebook là Cao Hotel ở Vũng Tàu, còn mình không biết có gì đặc biệt mà rất nhiều bạn trẻ check-in ở đây. Thì hôm nay mình không ngại đường xa, chạy một trong mấy cây mình tới đây check-in, mình coi có gì đặc biệt để cho các bạn coi. Và đây là cái thẻ này vô. Bỏ vô mọi thứ đều được phục đèn hết. Ở đây là cái bồn rửa tay. Bồn rửa tay thì nó có mọi thứ như là mấy cái sữa tắm, rồi xà bông, cái đồ cạo râu đều có, bàn chải được có, và có hai đi rất là dễ thương. Ở dưới có luôn cái chỗ sấy tóc. Đây là bồn tắm. Bồn tắm có thể view ra ngoài luôn các bạn, rất là đẹp. Chạy cả trăm mấy cây đó các bạn. Đây có cái tủ để mình để dép. Rồi đây có đồ thức, những thức ăn nè, như nước suối, bánh, cà phê, trà, ngay cả đường ăn kia cho các bạn, đúng không các bạn? Đây có hai vé thuốc phê của khách sạn các bạn, và cái bát wifi số phòng hay đi hay tắt. Đây cái sẵn các bạn, nói tới cái này buồn đó các bạn, có két sắt mà mình không có tiền bỏ vào. Đây cái tủ đựng những thức ăn, nước uống ở trong đó, đánh tiền đó các bạn. Đây tivi các bạn, tivi có bạn, có thể của bạn làm việc ghi chép cái gì đó. Rồi đây giường ngủ, và đây cái phòng tắm hồi nãy mình có thể fill ra đây. Đây có cái ghế này cũng rất là thư giãn, để mình thư giãn, mình ngồi, mình ngắm ra ngoài. Và đây là cái thứ mà đặc tiện nhất các bạn, cái thứ là quan trọng nhất ở đây mình giờ. Đây, view biển các bạn, view 360 biển, rất là mát, bởi giờ rất là mát, gió rất thổi ào 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 các bạn, thổi ba người luôn các bạn. Đây view biển, view mặt tiền Thủy Vân các bạn, ở đây, đây cả con đường Thủy Vân, ở đây khách sạn Cao Hotel, đây thiết kế cũng rất là công, mình có con cái gì đây các bạn, view biển rất đẹp các bạn. Đây hai ghế các bạn, thật ra chỗ này cái chỗ là mình có thể mình ngồi thư giãn. Mà thư giãn mình ngồi uống cà phê buổi tối, hay là mình có thể ngắm mặt trời mặt nặng trời mọc. Trời, rất là nhiều người bạn trẻ check in ngoài chỗ này nè các bạn. Mình không biết tại sao các bạn nhiều người check in ngoài ngay chỗ này. Thì hôm nay mình rất thực tế đây, mình coi thật sự rất là thoải mái các bạn ạ. Ngồi đó rất là thoải mái. Trời, ở đây kiểu mình buồn buồn ở đây thì ngắm mặt trời các kiểu, nhìn con đường Thủy Vân luôn các bạn. Và về cái căn phòng của mình á, thì mình kiếm căn phòng ngay góc luôn các bạn. Góc thì có hai mặt tiền các bạn, một mặt tiền biển, 360 cái biển hết luôn các bạn. Và đây mặt tiền, đương nhiên mặt tiền ngoài sau là nó không đẹp bằng, nhờ có đỡ hơn không các bạn. Đây, và đây rất là nhiều khách sạn các bạn.